Chiều ngày 26 tháng 10, một người đàn ông điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu. Sau đó, xe ô tô mất lái, lao qua làn đường đối diện khoảng 20 mét, rồi hút văng liên tiếp 7 phương tiện. Ô tô chỉ dừng lại khi tông vào tường nhà tiệm vàng Kim Tài, số 738, đường 30 tháng 4, cách vị trí ô tô mất lái khoảng 60 mét. Tại hiện trường, 4 xe máy bị hút văng, vỡ vụn thành nhiều mảnh, xe ô tô bị vỡ nát, các túi khí trong xe đều bung. Theo thông tin ban đầu, có người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Đại diện tiệm vàng Kim Tài cho biết, xe ô tô bị mất lái, lao thẳng vào cửa hàng của chúng tôi. Nhân viên bảo vệ đang làm việc tại cửa hàng tôi, bị ô tô tông bị thương. Cú va chạm mạnh khiến phần mặt tiền cửa tiệm chúng tôi hư hỏng. Sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an thành phố Vũng Tàu và Công an phường 11 đã đến điều tiết, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.